Thánh nhạc chế, hậu hoàng gây chú ý tại Chị đẹp đạp gió. Tối ngày 2 tháng 11, màn trình diễn chào sân của hậu hoàng tại Chị đẹp đạp gió 2024 chính thức lên sóng. Lần đầu phô diễn tài năng trước dàn Chị đẹp đa tài trong show âm nhạc, người đẹp 29 tuổi lựa chọn thể hiện ca khúc Có không giữ, mất đừng tìm theo phong cách trẻ trung, đáng yêu pha chút tinh nghịch. Bên cạnh giọng hát dễ nghe, nữ YouTube Đình Đám tạo nên màu sắc riêng biệt khi tận dụng thế mạnh chế nhạc của mình để sáng tạo thêm đoạn lời mới cho ca khúc, cổ vũ tinh thần Chị đẹp một cách nhẹ nhàng, dễ thương. Phần vũ đạo có tiết tấu nhanh cũng không làm khó được hậu hoàng. Vốn là thành viên một nhóm nhảy chuyên nghiệp, cô thể hiện kỹ năng vũ đạo thuần thục và năng lượng tích cực khi biểu diễn. Theo người đẹp, nhiều năm sáng tạo các sản phẩm giải trí đã giúp cô học được cách diễn sao cho khán giả dễ cảm, dễ hiểu câu chuyện nhất. Hậu hoàng thổi một làn gió mới vào chương trình khi kể chuyện bằng âm nhạc. Cô mong muốn qua tiết mục mọi người thấy được sự gần gũi, mới mẻ ở bản thân nên đã dựng một tiết mục kết hợp nhảy cùng gấu bông, vũ đạo dễ thương và thịnh hành. Màn trình diễn của nữ YouTube này nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều chị đẹp. Đáng chú ý, diva Mỹ Linh dành nhiều lời khen dành cho cô gái trẻ sau tiết mục solo. Nữ ca sĩ Kỳ Cựu nói cô hoàn toàn bị thuyết phục trước phần thể hiện của hậu hoàng vì quá đáng yêu và sáng tạo. Và tôi đã hiểu rằng, không phải tự dưng mà có hàng triệu người theo dõi bạn ấy như thế, Mỹ Linh nói thêm. Biểu diễn trên sân khấu rất khác với sản xuất nội dung, không có nhiều thời gian để nháp nên phải tập trung và làm tốt nhất có thể. Dù không phải một ca sĩ chuyên nghiệp nhưng tôi vẫn hy vọng có thể dùng những kỹ năng là thế mạnh của mình mang đến khán giả một tiết mục tuyệt vời. Khi nhận được phản hồi tích cực của mọi người, tôi rất hạnh phúc và có thêm động lực để cố gắng hơn, hậu hoàng chia sẻ. Hậu hoàng, thứ hai từ trái qua, bên cạnh các nữ nghệ sĩ tham gia Chị đẹp đạp gió 2024. Hậu hoàng sinh năm 1995 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống quân đội. Cô từng theo học ngành tài chính tại Học viện Tài chính Hà Nội nhưng rồi nhanh chóng bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và có cơ duyên gắn bó với lĩnh vực giải trí. Bắt đầu với những clip cover nhạc vui nhộn, cô từng bước thành lập được nhóm sản xuất nội dung và trở thành một hiện tượng trên YouTube Việt Nam với hàng loạt video nhạc chế sở hữu lượng người xem đông đảo trên mạng xã hội. Dù trước đó nội dung nhạc chế đã được khai thác rất nhiều, các sản phẩm của hậu hoàng vẫn tạo sức hút riêng nhờ sự sáng tạo, thú vị mà vẫn đảm bảo nội dung sạch, phù hợp khán giả mọi độ tuổi. Hiện riêng kênh YouTube riêng của cô thu hút hơn 8,2 triệu lượt đăng ký. Ngoài các sản phẩm triệu view trên các nền tảng mạng xã hội, hậu hoàng cũng được yêu thích khi tham gia Sau nhập ngũ 2020. Với hành trình Chị đẹp đạp gió 2024, cô chia sẻ mình đặt mục tiêu vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân, không lên kế hoạch trước mà sẵn sàng thử sức với mọi thứ. Bên cạnh đó, nhà sáng tạo nội dung này cũng muốn đem nguồn năng lượng tươi trẻ của bản thân để có thể giao lưu, kết bạn, học hỏi với các nghệ sĩ tham gia chương trình. Hậu hoàng cũng chia sẻ qua những giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp, mình luôn có những bước tiến phù hợp. Tôi nghĩ việc có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng trong công việc rất quan trọng vì chúng ta đều cần một vạch đích để hướng đến trên mỗi chặng đường. Tham gia Chị đẹp đạp gió cũng là mục đích đến của tôi trong giai đoạn này để tìm kiếm thêm trải nghiệm và màu sắc mới, cô nói thêm.